Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của Dược sĩ Đinh Hương. Trong video này, tôi chia sẻ với các bạn 3 thực đơn giảm cân khoa học cho người 65kg, giảm 2kg trong 1 tháng. Những người này sẽ có cái mức hoạt động thể lực là trung bình. Sau khi xem video thì các bạn sẽ biết được nguyên tắc xây dựng thực đơn giảm cân cho người 65kg. Và tôi đưa ra 3 thực đơn mẫu giảm 2kg trong 1 tháng cho những người nặng 65kg có mức hoạt động thể lực trung bình. Đối với những người nặng 65kg có mức hoạt động thể lực trung bình thì các bạn tính nhu cầu năng lượng hàng ngày theo công thức tính nhanh. Các bạn sẽ lấy cân nặng nhân với 30 năm. Như các video trước thì tôi có hướng dẫn là các bạn sẽ lấy cân nặng nhân với 30, đó là do những người đó có mức hoạt động thể lực nhẹ. Trong trường hợp này, nhu cầu năng lượng hàng ngày sẽ là 65 nhân với 35 bằng 2.275 kilocalo. Với mục tiêu giảm 2kg trong 1 tháng, mà 1kg thì nó tương đương với việc giảm khoảng 7.000 kilocalo. Do vậy, mức thâm hụt calo trong 1 tháng sẽ là 2 nhân với 7.000 bằng 14.000 kilocalo. Mà 1 tháng thì có khoảng trung bình là 30 ngày. Do vậy, mức thâm hụt calo trong 1 ngày sẽ là 14.000 chia cho 30, nó bằng khoảng 467 kilocalo, nhưng ở đây tôi làm tròn nên khoảng là 500 kilocalo. Sau khi các bạn tính được nhu cầu năng lượng hàng ngày và mức thâm hụt calo hàng ngày thì các bạn sẽ tính được cái mức năng lượng thực tế phải nạp vào sẽ là 2.275 trừ đi 500 bằng 1.775 kilocalo. Sau khi các bạn xác định được mức năng lượng ăn vào thì các bạn sẽ xác định lượng các chất dinh dưỡng sinh năng lượng. Các chất dinh dưỡng sinh năng lượng ở đây bao gồm protein hay còn gọi là chất đạm, lipid hay còn gọi là chất béo, carbohydrate hay còn gọi là chất bột đường. Các bạn có thể lấy tỷ lệ lượng protein là 25% mức năng lượng ăn vào, lipid chiếm khoảng 25% mức năng lượng ăn vào, carbohydrate chiếm khoảng 50% mức năng lượng ăn vào. Sau đó các bạn sẽ tính năng lượng cung cấp từ protein sẽ là 1.775 nhân với 25% bằng xấp xỉ khoảng 444 kilocalo, mà 1 gram protein thì chứa khoảng 4 kilocalo. Do vậy, lượng protein sẽ là 444 chia cho 4 bằng 111 gram. Tương tự các bạn sẽ tính được năng lượng cung cấp từ chất béo sẽ là 1.775 nhân 25% bằng khoảng 444 kilocalo, mà 1 gram lipid thì có chứa khoảng 9 kilocalo. Do vậy, lượng chất béo ở đây sẽ là 444 chia cho 9 bằng xấp xỉ khoảng 49 gram. Tương tự, các bạn sẽ tính được năng lượng cung cấp từ carbohydrate sẽ là 1.775 nhân với 50 bằng xấp xỉ khoảng 888 kilocalo, mà 1 gram carbohydrate thì có chứa khoảng 4 kilocalo. Do vậy, lượng carbohydrate sẽ là 888 chia cho 4 bằng 222 gram. Sau khi các bạn xác định được khối lượng các chất dinh dưỡng sinh năng lượng thì các bạn sẽ xây dựng các thực đơn phù hợp với nhu cầu ăn uống, sở thích của các bạn, đảm bảo cung cấp đầy đủ 5 nhóm thực phẩm: nhóm chất đạm, nhóm chất béo, nhóm chất bột đường, nhóm rau xanh và nhóm quả chín. Sau đây tôi đưa ra 3 thực đơn giảm 2kg trong 1 tháng cho những người nặng 65kg với mức hoạt động thể lực trung bình, có mức năng lượng ăn vào là 1.775 kilocalo. Những thực đơn này thì có chứa 111g protein, 49g chất béo, 222g carbohydrate. Các bạn có thể tham khảo những thực đơn này. Thank you.
có thắc mắc hay câu hỏi gì thì các bạn hãy để lại bình luận phía dưới, hoặc các bạn có thể nhắn tin qua page Facebook Dược sĩ Đinh Hương với username A Còng Dinh Dưỡng Cá Thể, hoặc các bạn có thể nhắn tin qua Gmail dinh dưỡng cá thể a.gmail.com. Các bạn đừng quên like và chia sẻ video để nhiều người biết được thông tin này. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều giá trị mới. Cảm ơn các bạn thật nhiều.